Rồi, xin chào anh em nha, chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình nha anh em. Ngày qua mình không có clip được nha, từ lưu bu di chuyển gia đình á. Tiếp tục clip hôm nay giới thiệu máy cho anh em. Thì số điện thoại đặt máy bên mình thì vẫn là 0355 356 356 như trong cái bản của mình nha. Quy định mua máy thì anh em cọc trước cho mình đi cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu, còn những máy trên triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel nha. Nhắn họ tên địa chỉ cùng với cái máy cần mua thì mình ship hàng cho anh em nha. Thì tất cả các máy bán ra thì bao test 1 tuần, lỗi đổi đuổi cho anh em không nên nhanh nha. Bảo hành thì 1 tháng, nếu trục trặc thì mình sẽ gửi về mình sẽ sửa lại cho anh em. Rồi, ok nha. Con máy đầu tiên hôm nay là con Samsung G2 Prime anh em. G2 Prime, máy thì thay mới vỏ rồi, vỏ mới keo sạc luôn nha anh em. Đó, như máy bóc hộp ha. Con này màn hình 5 inch, RAM 1GB, bộ nhớ 8, pin 2006. Tất cả chức năng thì full, xài bình thường cho anh em hết. Đó, chức năng ok nha. G2 Prime con này đến đây mới xếp được 90.000 thôi, 690k. Thì tất cả các máy bán ra thì mình đều ship code toàn quốc nha anh em, mọi miền tổ quốc nha, chỗ nào mình ship cũng được hết anh em, anh em yên tâm nha. Con này hết pin mất rồi, này để mình sạc pin một tí rồi mình like sau nha. Rồi like con này trước, G7+, Samsung G7+ anh em, máy riêng nha, vỏ xấu. Đó, vỏ thì nhem nhem hạt gạo như clip mình quay, vỏ nó không có được đẹp keng, màn riêng, kính trên bị mít tí này, bị bể kính này xíu, còn lại chức năng thì ok nha. G7 Plus con này là màn hình 5.5 inch, RAM 4, bộ nhớ 32, pin 3000. Đó, chức năng thì xài ok, máy riêng nguyên, con này chưa đồng chạm hết. Anh em nào thích máy riêng thì bờ con này nha. Vỏ nó hơi trời trời một tí, kính mít như xíu ngay động đây. Còn lại chức năng thì ok hết, máy riêng đẹp. Đó, xài ok luôn anh em, mọi chức năng full cho anh em ha. Con này để anh em giá 1.4 triệu thôi. 1.4 triệu nha, RAM 4, 32. Tự nó bê kính vỏ hơi xấu bản nhanh luôn cho anh em đó. Tiếp theo là một con G510, vỏ thay mới. Đó, vỏ thay mới nha anh em. Kính keng luôn, kính đẹp keng sạc em. Có màn hình 5.2, RAM 2, bộ nhớ 16, pin 3001. Mọi chức năng ok hết. Đó, G510. Con này để em giá 1.1 triệu nha, 1.1 triệu. Đẹp sạc và dán luôn. Tiếp theo là một con Realme 5i, màu xanh nước biển đó nè. Dạ, màu xanh nước biển đó. Máy này thì ngoại hình còn đẹp nha, màn hình 6.5 inch, RAM 332, pin 5000, kính đại dán cơ lực cho anh em rồi. Màn thì phản quang ở đây dính một đốm nhẹ, chức năng ok hết ha. Realme 5i anh em. RAM 332. Chip là Snapdragon 665 nha. Có một đốm phản quang nhị gấp ba nha anh em. Rồi ra đi anh em. Con Realme 5 này giá 2150. 2150 nha. Rồi tiếp theo cho anh em là một con iPhone 6 cộng anh em. iPhone 6 cộng. Con này là 16GB, pin 100%. Không vân tay nha anh em. Con này không vân tay ha. Chức năng thì ok, wifi rồi các kiểu. Đó, 16GB, không vân, màn riêng, vỏ cũng còn đẹp anh em. Bỏ sim vô xài thôi nha, chỉ bỏ cái không vân tay thôi, máy sạch sẽ. Giờ đang nhập tài khoản anh em vô là xài thôi. Pin đây, pin thì 100%. 6 Bluetooth anh em. Ok nha, con này để anh em giá 2.1 triệu nha. 2.1 triệu. Quá bèo. iPhone 6 Bluetooth. Samsung G737, bản hàng một con duy nhất. Máy đẹp tầm 98-99. Kính lưng này, keng sờ beng này. Kính không phân xước nha. Đó, G737 ha, màn hình 5.5 inch. RAM 332 anh em. Pin 3003. Máy thì rất là mượt nha.
wifi rồi mạnh. Con này là Ribay 37 hay gọi là con quay 3 RAM 332, giá ra đi là 1930 cho anh em nha, 1.930.000 kèm sạc, và mình sẽ dán cái lực luôn cho anh em. Tiếp theo là con A30 bản hàng luôn anh em, A30 bản hàng ha. Con này lưng không có xước sát nhiều hết, rất đẹp, kính đẹp 99 luôn, kính đẹp tầm 98-99, kèm sạc em. A30 con này màn hình 64 nha nè, RAM 332, pin 4000, máy đẹp tầm 97-98, ra đây chưa lột luôn. Ok, con này đến em giá 2.700.000 nha, 2.700.000 kèm sạc và dán cái lực luôn cho nè. A600 bản hàng tiếp một con nữa, con này làm đầu gold, máy đẹp tầm 97-98, lưng đẹp này, sườn thì có xước sát nhẹ nhẹ, sườn có xước sát nha, kính đẹp nha, kính 98-99 luôn nè, kính là quá VIP luôn. Quá ok. Rồi, chào đi con em, con A600 này giá 1830 thôi, 1830. 1830 cho anh em. Màn hình 56, RAM 332. Pin thì 3000. Tiếp theo là một con Ri 4 cộng bản hàng. Máy thì màu gold đẹp. Con này tầm 96-97 thôi, lưng có nhám nhám nhìn vậy. Kính thì bao keo, kính bao keo, màn hình 6 inch, RAM 332, pin 3003. Máy hiển thị rất sắc nét nha, nghe gọi thoải mái. Bỏ sim như là xài thôi nha em, máy này mấy cái dòng bản hàng này xài rất là mượt nha, nhưng mà nó chỉ có một sim thôi nha, nó chỉ một sim thôi. Con Ri 4 cạm bó anh em giá 1930, 1.930.000 kèm sạc và dán cái lực luôn cho anh em nha. Máy thì đẹp như một clip mình quay rồi. Rồi tiếp theo là con Oppo F9 anh em. Oppo F9 thì bên dây nó chắc bên trong này, được cái máy ring, kính thì đã dán cái lực cho anh em rồi. Con này là màn hình 6 inch 3, RAM 464, pin 3.5 nha anh em, pin 3.5. Chức năng ok hết ha. Oppo F9 RAM 464, nói chung cấu hình con này là quá ok, xài rất mượt nha anh em. Chức năng anh em muốn tải gì tải ha. Oppo F9 RAM 464, con này để em giá 2350. 2350 nha, máy còn rất là đẹp, tầm 97-98 chứ không có xấu nha, chỉ có cái bề đề này chắc tí thôi. Tiếp theo clip là con Vivo Y15. Con này lưng sau còn keng anh em. Sau keng ha, kính đã dán cái lực rồi. Rất là mượt, con này xài ok luôn. Màn hình 6.35. RAM 464, pin 5000. Cấu hình nói chung là quá tạm ổn cho anh em xài giải trí. RAM 4GB, ngồi nhau 64. Ngoại hình này, kính này dán lực rồi, còn rất đẹp nha anh em. Con này sườn xước nhẹ nhẹ thôi, lưng đẹp. Ok, con Y15 để anh em giá 2.1 triệu thôi, là đi nhanh luôn, 2.1 triệu cho anh em, kèm sạc dán lực luôn cho anh em nha. Rồi tiếp theo là cái con 6S Plus này, này bên cậu quay mà nó hết pin nè, mình mới sạc pin tí rồi nè, thì quay tiếp cho anh em con này nha. Con này thì vỏ xấu nha, vỏ cá sấu ha, không khe sim. Con này là máy bypass 6S Plus, màn ring vỏ ring, đó, xài rất là mượt nha anh em, tải game viết rồi về chơi thoải mái. Bypass lâu lâu có con wifi đồ anh em xài rất là thoải mái, không có vấn đề hết nha.
6S Plus Bypass. Con này màn là 16GB. Wi-Fi đồ ok nha anh em. 16GB. Đây mã Việt Nam luôn. Con này còn phăng luôn. Test vân thử. Vân tay còn nguyên nha. Máy màn hình rất sắc nét nha. Vỏ hơi xấu tí. Còn màn gần như không vết xước luôn anh em. Màn gần như không xước luôn nha. Ok, con 6S Bypass để anh em giá 1.6 triệu. Con này 1.6 triệu nha. Anh em mua cho game thoải mái ha. Xem YouTube, Zalo, Facebook các kiểu ok hết nha. Đăng nhập tài khoản là tải về là xài thôi. Chỉ có không xài sim nha. Con này không xài sim. Và anh em đừng có reset máy nha. Không được reset máy luôn nha. Mình xin nhận chắc trước để anh em về khỏi mấy công gọi đi gọi lại công. Chỉ cần đăng nhập tài khoản vô là anh em xài thôi. Rồi ok nha. Con này 1.6 triệu. Rồi clip hôm nay xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào cả nhà. Chúc anh em sức khỏe thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình. Chào anh em.